các chị nha, hoàn toàn khác với những cái livestream trước đây nha các chị ơi. Chị nào mà hôm nay không xem live của em là rất là đáng tiếc đó nha. Rồi, có ai đang coi em chưa ạ? Mấy chị ơi, mấy chị chấm một chấm cho em nha. Hôm nay món quà của mình rất là đặc biệt nhá. Đây ạ, cái mẫu đầm mà hôm nay em đem mặc trên người ấy là em sẽ có dành cho 5 chị nào và chia sẻ livestream cho em nhiều hội nhóm nhất nha. Rồi, mọi người ơi, mọi người đang